Triển lãm 39 tác phẩm đi tìm sự an yên trong cõi hỗn loạn. Trong triển lãm cá nhân thứ hai của họa sĩ Lâm Sơn Thân mang tên Nhiệm Màu. Cảm ơn bạn đã chọn trải nghiệm nghệ thuật giữa hàng tỷ nội dung hấp dẫn. Mình là Lý Nhung, là họa sĩ trẻ với tinh thần lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ với những tác phẩm có kích cỡ lớn để đủ sức truyền tải câu chuyện của những người làm nghệ thuật bằng ý niệm và đánh dấu bước đi mới của triển lãm cá nhân lần hai thiên về dựng hình. Tranh tượng gốm được trưng bày như một phần của sự sắp đặt tạo sự kết nối thành một thể thống nhất trong câu chuyện Nhiệm Màu mà tác giả muốn gửi gắm những cảm xúc nội tâm và truyền tải đến người xem một cách xuyên suốt về thế giới nghệ thuật muôn màu. Với series suy ngẫm gồm 14 tranh là một phần của những tác phẩm được trưng bày lần này là hành trình trở về thế giới nội tâm của chính mình. Triển lãm là sự đúc kết của quá trình trải nghiệm ý tưởng lẫn những chất liệu mới của nam họa sĩ. Ngay sau khi triển lãm cá nhân lần đầu vào năm 2021 kết thúc, họa sĩ Lâm Sơn Thân bắt tay vào việc suy nghĩ cũng như thể nghiệm những ý tưởng mới để chuẩn bị cho triển lãm tiếp theo. Qua 3 năm lao động nghệ thuật nghiêm túc, triển lãm Nhiệm Màu được mang đến công chúng với 34 tác phẩm bao gồm 27 bức tranh và 7 tượng gốm. Tìm kiếm sự nhiệm màu trong nhân thế hỗn loạn, bản thân họa sĩ cho rằng mình là người gặp nhiều may mắn, tuy nhiên, có thể nhận định rằng ý chí quyết tâm trong hoạt động nghệ thuật lẫn cuộc sống của nam họa sĩ là điều đáng khâm phục. Dù cho trải qua những khó khăn khắc nghiệt đến như thế nào, họa sĩ Lâm Sơn Thân vẫn luôn cố gắng đi tìm lối thoát, chọn cách nhìn ra điều tích cực và điểm sáng của vấn đề. Từ đó, anh giải quyết gỡ rối mọi thứ và đi tiếp cuộc hành trình. Là một người sống nội tâm, họa sĩ Lâm Sơn Thân dành phần lớn thời gian sống tròn đầy với tranh vẽ của mình. Chuỗi tranh suy ngẫm bao gồm 14 tác phẩm, những sự kết tinh sau mỗi khoảng lặng sau khi anh ngồi lại, suy tưởng và nhìn về ngôi đền tâm linh của riêng mình. Mỗi bức tranh khắc họa lại những sắc thái tâm tưởng riêng biệt, lúc thăng, lúc trầm. Họa sĩ Lâm Sơn Thân chọn phong cách trừu tượng, cụ thể là trừu tượng ý niệm để bộc bạch trên mỗi tác phẩm của mình. Anh thường tìm kiếm nguồn cảm hứng sáng tác ở mọi điều diễn ra trong cuộc sống xung quanh. Có thể thấy, nghệ thuật hội họa của nam họa sĩ phản chiếu được thế giới nội tâm bên sâu thẳm trong anh. Điều này cũng đã trở thành kim chỉ nam, thành quan điểm nghệ thuật của riêng họa sĩ tìm kiếm sự lạc quan và lối sống tích cực giữa một nhân thế đầy hỗn loạn. Trong triển lãm lần này, anh chọn những bức tranh với kích thước khủng để vẽ. Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thể hiện lẫn chăm sóc tác phẩm, nhưng điều này lại có thể làm thỏa được đam mê và cho họa sĩ thể hiện trọn vẹn năng lượng của mình. Họa sĩ Lâm Sơn Thân đã vẽ bức dài nhất 10m, to nhất với kích thước 3m, cao x 6,4m dài. Ở triển lãm Nhiệm Màu, các bức họa được chia theo những chủ đề chính như bình yên, peace, an yên trong hỗn loạn, peace in chaos, suy ngẫm thinh và up incubation. Trong từng tác phẩm, họa sĩ mong muốn chia sẻ những góc nhìn của bản thân về cuộc đời và những gì mình đã trải qua. Không giới hạn bản thân bởi màu sắc và bất kỳ hình hài nào, họa sĩ Lâm Sơn Thân như muốn phơi bày một cách rất riêng những ngóc ngách trong nội tâm sâu thẳm của mình. Các bức tượng gốm với tên gọi ấp là nơi họa sĩ ấp ủ và gửi gắm những ước mơ và hoài bão của mình. Lâm Sơn Thân được truyền cảm hứng và nhào nặn các bức tượng từ những điều thân quen và giản đơn trong cuộc sống, màu sắc tươi vui nhấn nhá trên từng bức tượng như cách mà họa sĩ luôn tìm được niềm vui trong bất kỳ trở ngại gì của cuộc sống. Những nhiệm màu của riêng họa sĩ Lâm Sơn Thân. Triển lãm Nhiệm Màu là hành trình đi tìm về thế giới nội tâm của riêng họa sĩ để vun vén và trú ngụ trước những hỗn loạn của cuộc đời. Chuỗi tranh suy ngẫm bao gồm 14 bức họa tựa như một tấm gương lớn, phóng chiếu mọi suy niệm của họa sĩ trong chuyến hành trình phức tạp ấy. Các bức tranh dày đặc những chi tiết, những lớp màu chồng chéo lên nhau, chen chúc lấy nhau. Những điều đó vẫn chưa đủ để họa sĩ bày tỏ những suy nghĩ trong mình, chính vì thế trên mỗi bức tranh đều được vẽ thêm các dòng chữ được viết rành mạch trong hình hộp màu đen. Những mảng màu đen đặc ấy khiến người xem bị hút mắt vào, chứa đựng những dữ liệu mà nam họa sĩ trình hiện ra hết, không giấu giếm, không ẩn ý. Chính những điều này đã khiến người thưởng lãm nhận ra được tinh thần muốn vượt thoát của người nghệ sĩ. Bên cạnh đó, hình tượng khối lập phương rỗng cũng có tần suất xuất hiện cao trong chuỗi tranh này. Các khối hộp được bố trí ở những vị trí đắc địa trong bố cục tranh, tất cả đều mang dụng ý riêng của họa sĩ, điểm nhấn độc đáo muốn người xem phải dừng mắt lâu hơn. Những khối hình lập phương rỗng này được vẽ bằng gam màu đỏ, đôi lúc ngà tím, khơi gợi dòng ý niệm về một ngôi đền tâm linh, hình tượng căn cốt thiêng liêng sâu thẳm trong nội tâm con người. Bằng cách điệp đi điệp lại các hình khối trong cả một chuỗi tranh, họa sĩ Lâm Sơn Thân rõ ràng đã có những tính toán để người xem đọc ra được nội dung mà anh hướng tới.
Những bức họa phản chiếu nội tâm của riêng họa sĩ trước những biến động đổi thay của cuộc đời, tuy nhiên, sắc màu họa sĩ sử dụng lại chẳng hề u ám. Người xem dễ dàng nhận ra các phiên bản nội tâm của người nghệ sĩ đều tràn ngập màu sắc tươi tắn, nhẹ nhõm. Điều này đã nói lên được phần nào tôn chí và quan điểm sống của anh đi tìm sự an yên, tích cực giữa chốn hỗn loạn. Điểm nổi bật ở triển lãm này chính là chuỗi tượng gốm. Những bức tượng được sắp đặt bên cạnh các tác phẩm tranh khiến cho không gian được kết nối và liên đới một cách chặt chẽ. Người xem khi bước vào không gian trưng bày sẽ có cảm tưởng như mình đang bước vào thế giới nội tâm thống nhất, đang bước chân vào dòng chảy cuộc đời của nam họa sĩ. Ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Lâm Sơn Thân, người thưởng lãm được mang lại cảm giác đầy choáng ngợp. Bởi lẽ, những gì mà họa sĩ thể hiện là không bị giới hạn, không bị tiết chế. Tất cả mọi thứ đều tròn đầy và tràn ngập, khiến không gian được nhuộm lên những sắc nhiệm màu, rất Lâm Sơn Thân, rất riêng biệt. Thank you.